Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đi chợ Lô, đi mua mấy cái đồ để mà máy cắt cỏ này kia, để coi có cái nào rẻ mua ha. Coi này kia. Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi, mới sắp đích ra khỏi nhà đó. Sáng sớm làm livestream quay qua quay lại tới giờ mới đi. Ok, trên đường đi nha. Hôm nay trời sương mù quá trời luôn, coi sương mù không. Lâu lâu ra khỏi nhà là sương mù trở thành vậy đó. Còn xa lắm nha. Ok, trên đường đi đây. Cả nhà nha, bây giờ tới tiệm rồi, đang đeo khẩu trang cho nên nói chuyện nghe ngập ngọt nha. Mọi người nhìn thấy cái đó không? Mình mua cái máy đó đó. Nó cái máy đó cắt cỏ đó bằng điện đó. Đang đợi nó đi lấy xe lại để nó bỏ vô máy đó. Rồi mua thêm cái đồ mà thổi lá nữa như đó đó. Rồi lấy hai cái hiện tại như giờ ha. Còn thêm giờ cái khác nữa cho nên ngày đó mấy máy này chạy bằng xăng, lấy cái máy đó. Ở đây có mấy cái này nữa nè, dữ tợn, nhiều loại khác nhau lắm. Cái máy mà mình mua là máy này nè, máy đó ha, đang nằm ở đống đó kìa, thấy không? Này đó đó, bỏ trên xe đó, cái máy đó, rồi cái máy thổi cái này nữa, thổi ba cái lá đó, dớt luôn cái máy này ha. Bây giờ để coi định mua thêm cái này nữa, cái cắt phim gì đó, định mua thêm cái đó nữa. Coi có cái nào khá hơn hay không, hay là chỉ có cái đó khá thôi. Ok, và khiên bỏ lên xe hết rồi. Còn mấy máy này đây là máy chạy bằng dầu đó, bằng xăng này kia. Còn cái máy đó là chạy bằng pin, bỏ pin vô, có pin gắn vô luôn. Nó nói cũng khá lắm. Lại đây cho coi nè. Thấy này không? Cái máy mà thổi cỏ của mình mua là cái này nè. Cái loại này ha. Here we go. Loại này có hai loại, loại nhỏ chút xíu của cái hiệu này, cái loại này là mạnh nhất, bán 299 đồng. Anh em nào mà nhà mà có cái sân lớn đó, có thể mua mấy cái máy bự này nè để cắt cỏ, giống như xe này, thấy không? Xe này để cắt cỏ. Đây là xe cắt cỏ không đó, mà nhìn vậy đó đã ha. Nhà có sân lớn mua máy bự. Máy này nhỏ xíu. Máy này là chạy bằng xăng dầu này kia đổ vô, chạy giống như máy cày vậy đã ha. Đây bây giờ. Nhà mà có sân bự đó, trong phòng này nó là chơi mua máy này chạy cho nó đã. Khỏi có đẩy đẩy gì cho nó mệt nha. Chứ không biển máy gì. Bự bự này kia. Cái này nhìn cũng đã lắm rồi, thấy không? Được rồi. Lên đây ngồi chỉnh luôn. Nhìn cũng đã lắm. Look very cool nha. Máy cắt cỏ không? Giống như cái lò đó định mua để về có gì để nấu ở phía ngoài đó. Đây nè. Cái lò này định mua để có gì để mà nấu bánh tét, mua cái bình ga gắn vô thôi, rồi sau khi đó để nấu bánh tét cho mùa Tết nè. Mà tính mua cái loại mà có hai cái, một cái sợ không có đủ đó,
Em nhìn vậy ha. Here you go. Hình rõ chút xíu nè. Cái này rồi mình gắn cái bình ga vô trong này thôi. Sau đó bật lên là nấu bánh tét thoải mái. Đây là xe của mình đó. Đây là chỗ bắn bông ở phía sau, ở chỗ lô nè. Bông hoa đại khái nó vậy ha. Here we go. Mình phải cần coi một mớ đất nữa. Vài bữa nữa tới tháng 3 mua đất đổ xuống để trồng rau thơm này kia chơi. Tới tháng 3 mới trồng lận. Giữa tháng 3 hay gì đó. Bây giờ coi coi cái chỗ nào mua đất này kia, đất loại nào cũng không biết nữa. Ở đây quá trời. Bán gì nhiều quá trời đi. Hôm nay ngoài trời đang mưa nè, thấy không? Mưa lâm râm đây. There we go. Đây nè, giờ bữa nữa tính mua đồ về đóng giống vậy nè để trồng rau đó. Không biết có đóng được hay không nhưng mà tính là vậy đó. Nó vậy. Tính thôi. Mới đóng giống giống vậy là được rồi. Trồng rau cho nó tiện nha. Ok, đây là phân. Trời hôm nay mưa chắc không mua mấy này đâu, mua cái này bỏ xe ướt nhẹp chân. Mưa dày à. Tùm lum tất la đồ đây. Ê. Mấy con rùa giả nè. Nhìn cũng cool lắm ha. Đi con rùa thỏ này kia. Ok, bây giờ đi tính tiền nha. Đẩy xe đi tính tiền ngay, xe này đóng đồ. Bây giờ đẩy chắc không thoát ra khỏi chỗ này rồi. Kéo đi, đẩy không cá thôi. Kéo nha. Đây vòng bên kia. Họ bưng phụ để lên xe đó. Tiệm lô nha. Mắc cắt cỏ bằng điện.